May từ điểm 3,5 nè, cái điểm mở ve ở đây. Điểm mở ve. Chị Thảo nhìn này nè, đừng nhìn em. Dạ. Đây, may từ điểm mở ve, may hết vòng này, may qua điểm mở ve bên kia. May điểm mở ve chứ không may hết, chạy đây nha, may ngay cái vào điểm. Chạy nó mà Thảo ra. Đúng rồi. Tháo ra phải lại mũi chỉ. Ốp, lại cái mũi chỉ luôn. Từ điểm này về may xuống này, may xuống này qua tới đây. Đang tông ngựa không? Ở đích ngựa vậy đó ha. Bông mình cũng ủi một miếng thôi không cô? Cái bông này nè, mình ủi keo một miếng. Đúng rồi, ủi miếng. Mình ủi được lớp trong nữa cô. Ủi mà cái lớp ở trong may với nẹp ve, tại lát những cái lớp mình lật ra ngoài. Còn lớp mình mà ai mà ôm ý đồ là mình lật lên lật xuống y như là tụi Hàn Quốc á, trời lạnh á. Thì may ép keo hai lớp trong ngoài luôn, tay lật lớp nào cũng đẹp hết. Nhưng mà ở Việt Nam thôi, bỏ qua. Đúng rồi, cùng Việt Nam cũng không nữa chứ. Việt Nam sẽ còn mặt nó mình bệnh. Mua lạnh thôi mà, để bệnh nó chịu. Mua lạnh mặc được.